xin chào mọi người, hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi du lịch tham quan thành phố Litomyia Zice. Thành phố Hoàng gia ở phía bắc Praha Cộng hòa Séc, từ Praha theo đường cao tốc D8, E55 lên phía bắc hướng Dresden của Đức đến Exit 45, bạn rẽ phải sang đường 247. Đi thêm 8 km là đến thành phố Hoàng gia bên sông La Bé, có từ thời Trung Cổ, do hoàng tử Spitzer Niếp II thành lập từ năm 1057. Nằm ở hợp lưu của sông La Bé và sông Ohri ở phía bắc Bohemia, trên rìa phía tây của vùng đất thấp La Bé thuộc tỉnh Uzeci Nad Labem. Trước đây vùng này được gọi là giải đất vàng của vùng đất Séc. Litomyia Zice cũng được gọi là vườn Bohemia do vị trí và vùng đất màu mỡ của nó. Đây là một thành phố nhỏ với diện tích chỉ khoảng 18 km² và có chưa đến 24.000 dân, nhưng lại có bề dày lịch sử rất lâu đời. Đi quanh quảng trường thấy nhiều tòa nhà cổ với các kiểu kiến trúc từ thời Trung Cổ là kiểu Gothic Ba Dốc hay Phục Hưng. Công trình nổi bật tòa nhà Calix tạo nên logo của thành phố, nay là tòa thị chính với tháp đài quan sát hình cái chén thánh trên nóc nhà. Quảng trường nổi bật là tháp chuông màu trắng của nhà thờ của các vị thánh. Cạnh đó là tòa nhà mang tên cạnh Đại Bàng Đen với phong cách phục hưng, với mặt tiền trang trí họa tiết đen đẹp. Giữa quảng trường là đài phun nước nhỏ và cột dịch bệnh mà người xưa dựng lên như một lời cảm ơn kết thúc dịch bệnh, và cũng như là một yểm bùa để bảo vệ nơi này không còn bị dịch bệnh. Tòa nhà Gothic cổ này được xây từ thế kỷ 16, là tài sản của chủ đầu tiên là gia đình tư sản Mrzat ở Milesovka. Na ná giống tòa nhà Uminuti ở quảng trường Con Gà Praha bên trái Oroloi, nơi nhà văn Franz Kafka từng ở. Ngày nay ở đây là khách sạn 4 sao Grand Salva và nhà hàng Capra. Hành lang trong gầm các tòa nhà với các trần vòm tạo nên lối đi dạo đẹp ở quảng trường. Ở đây có thể thăm hệ thống hầm rượu cổ trên quảng trường. Phía nam cách quảng trường Hòa Bình khoảng 300 m, gần tượng Karolinek Marka là vườn pháo đài Blumenschild và Rizan. Ở đây bạn sẽ tò mò khi thấy tượng người có vẻ châu Á với tấm biển với cái tên Jose Rizan. Vậy người này là ai? Jose Rizan sinh ngày 19 tháng 6 năm 1861 ở Calamba, Laguna và bị hành quyết ngày 30 tháng 12 năm 1896 tại Manila, là anh hùng dân tộc của Philippines, là một nhà thơ và tiểu thuyết gia. Một trong những bác sĩ phẫu thuật mắt đầu tiên ở Đông Nam Á. Người đã thức tỉnh dân tộc và là nhân vật quan trọng nhất của phong trào Philippines giành độc lập và giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.
Năm 1885, bác sĩ nhãn khoa José Rizal từng hành nghề nhãn khoa ở Paris, sau đó ở Heidelberg, Đức. Vào thời gian đó, ông kết bạn với giáo sư Ferdinand Blumenschmidt, hiệu trưởng trường trung học ở Lito Maria Zitze. Vào tháng 5 năm 1887, José Rizal có đến thăm gia đình Blumenschmidt ở Lito Maria Zitze. Ông bị xử tử vì các hoạt động yêu nước của mình, nhưng phong trào giải phóng dân tộc được truyền cảm hứng từ các ý tưởng và hoạt động của ông đã dẫn đến sự đầu hàng của Tây Ban Nha. Chưa đầy 2 năm sau khi ông qua đời, ngày giỗ của ông đã trở thành một ngày lễ quốc gia của Philippines. Vào những ngày cuối cùng trước khi bị xử tử, José Rizal có viết thư cho Blumenschmidt. Vì thế vườn pháo đài ở đây được mang tên hai ông và tượng José Rizal được đặt ở đây và còn được đặt ở hội trường của Ngân hàng Quốc gia Séc ở phố Napriekopia ở Praha. Tên giáo sư Séc Ferdinand Blumenschmidt được đặt cho tên đường, ga tàu, chợ ở Manila và ở vài thành phố ở Philippines. Lito Maria Zitze là thành phố hoàng gia theo sắc phong của hoàng tử, có lịch sử lâu đời, đã phát triển mạnh mẽ nhà thờ và tín ngưỡng, sản xuất, buôn bán và giao thông đường sông. Dưới thời vua Charles IV, ở giữa thế kỷ 14, thành phố đã mở rộng và phát triển mạnh mẽ, các công trình công sự kiên cố được xây để bảo vệ thành phố. Do vị trí đặc biệt của thành phố, như một đồn biên phòng trên tuyến thương mại đường sông, tất cả các tàu chở hàng qua đây phải dỡ hàng hóa của họ ở Lito Maria Zitze và thành phố có quyền lưu kho và ưu tiên mua trước trong 3 ngày, sau đó mới được tiếp tục hành trình đi bán tiếp. Quyền thứ hai là quyền giảm được vua xác nhận vào năm 1325. Đảm bảo độc quyền sản xuất hàng thủ công trong bán kính một dặm, tức là khoảng 11 km xung quanh thị trấn, không ai được làm bất cứ nghề nào mà đã có ở thành phố. Việc này cũng có tầm quan trọng đáng kể đối với sự phát triển của thị trấn. Chỉ có 3 thành phố lúc đó có quyền giảm này là Lito Maria Zitze, Zatec và Mốt. Ngày 7 tháng 5 năm 1359, vua Charles IV đã tặng cho người dân thị trấn Lito Maria Zitze, khu đồi Radobin và vùng đất xung quanh để trồng nho, với điều kiện là cứ 10 thùng rượu thì phải nộp cho nhà vua một thùng. Vào thế kỷ 15, thời khởi nghĩa Hussite, nhất là sau thất bại ở Villa Hora, giới quý tộc tham gia khởi nghĩa chống lại triều đình bị đàn áp. 215 gia đình không theo công giáo bị trục xuất ra nước ngoài, 24 người bị xử tử thả trôi sông. Trong Thế chiến lần thứ hai, quân Đức chiếm đóng ở đây, sử dụng tù binh xây nhà máy thuộc gia và sản xuất cánh quạt máy bay cho quân Đức. Dân Đức lúc đó chiếm đa số dân sống ở đây. Sau chiến tranh, dân Đức bị trục xuất hết về Đức, người Séc dân chuyển về đây sinh sống. Bia cũng được sản xuất ở Lito Maria Zitze, tuy nhiên lại nổi tiếng vì chất lượng kém. Góc phía tây quảng trường Hòa Bình là tòa nhà ngân hàng UniCredit Bank với tấm biển đẹp đắp nổi tượng con hươu.